Rồi thầy chào tất cả quý vị và các bạn. Thầy start cái lớp sớm đi về connect tại cái lần trước đó quý vị. Lần trước là tại lần đầu tiên cháu nó lên sóng thì nó cứ tắt mở, thầy nói đừng có bấm vào cái nó video, tại vì video nó không có work bên Messenger, trừ khi nào mình nói chuyện ở nhà thì mình cần mình nhìn thấy mặt. Nhưng mà khi học cái chính là cái âm thanh nó transfer qua cái mixer, rồi từ cái mixer đó thì cái lọc âm thanh xuống cộng chung cây đờn, thì mình có một cái buổi học mình record nó xuống. Thưa tất cả quý vị, 7-8 năm nay mà cho có 3-40 năm nay, ngày xưa mình không có cái video để mình thâu lại. Bây giờ mình phải cảm ơn tụi Facebook kia, nó có cho mình thâu lại để biết cái tiến triển của mình. Trong những ngày tháng qua thì nó cũng có vài cái buồn phiền, có nhiều người comment là tại sao những người giỏi không để cho record video, và những cái người mà bình thường thầy làm video gì là họ có comment trong tất cả work offline. Từ một cái ông già mà ông đi học, ông 80 mấy tuổi, ông cũng nói thâu cho tôi lại để tôi nghe thử tôi hát làm sao. Quý vị đừng có ngại, tại vì thời buổi này là thời buổi 4X. 4X có nghĩa là nó hiện đại quá rồi. Ngày xưa quý vị mà cầm cái điện thoại mà đi vô mall, quý vị vừa mới chụp hình cái quần áo mà send về cho người chồng hay người vợ, nó anh ơi em muốn lấy cái áo màu đỏ này được không, nó trời ơi em màu đỏ nhiều quá, em lấy màu xanh. Vừa mới nói bấm cái cạnh cái thằng mẹ cho ê mày đưa cho tao cái điện thoại, tao để trên văn phòng, chút nữa mày xuống mày trả tiền xong rồi tao mới cho mày lấy. Ngày xưa nó là như vậy đó, khi mình làm một cái gì mình thâu bất kỳ một cái gì là mình phải xin phép. Còn ngày nay mình xin phép cái gì quý vị, là quý vị biết quý vị đi học và thầy phải record lại để những cái an toàn cho quý vị. An toàn đây là em cũng không nói leo mà thầy cũng nói thầy bữa đó thầy dạy cho em là sao mà em hát dở dữ vậy thầy, mà em hát hay. Có lúc á cái người học không biết là mình đánh trật nữa, nói về bốn trống trước không biết mình đánh trật, mà khi coi là biết ồ trời ơi nãy giờ tôi đánh cái nhịp nó bị reverse, tôi đánh chắc thành chặt. Thành ra nhờ cái video đó, tại sao cái hệ thống đại học nó biết cái vụ này đã quá lâu rồi. Khi tất cả các em đều hát trước mặt bà cô bà thầy đó, thì thầy thường gọi là bà thầy, tại thầy giáo chứ không phải là bà cô. Thì cái bà thầy mình bảo nó nói câu vậy nè, cậu nhớ là cậu đang bị video tape á nha, tại vì những cái action gì của cậu mà cậu nói thừa thải, hoặc là những câu gì làm dư tôi trừ điểm. Lúc đó làm sao mình chối được quý vị. Bởi á trời ơi bữa nay em perform hay lắm hay sao mà cô cho em B trừ. Trời ơi tôi cho A trừ là may mắn, đòi A mà đòi A cộng không có đâu quý vị. Tất cả cái perform của quý vị bây giờ là nó thố độ expo, là cho quý vị hiểu được ô mình hát nghiêu ngao trong nhà, nhưng mà khi mình hát thiệt nó sẽ là như vậy. Quý vị đã nghe cái track của Đạo Làm Con, Khang có send cho thầy Đạo Làm Con rồi, 9 tháng 10 ngày và cái bài gì nữa là Công Đức Sinh Thành. Ở đây nó có hai version, thầy hơi confused, một cái là ơn nghĩa sinh thành và một cái công đức sinh thành. Công đức sinh thành thấy không ai hát hết, nhưng mà em xem qua thì thầy vẫn làm, nhưng mà thầy có ba cái bài best, mình có thể try được cái nào. Quý vị và các bạn đã nghe cái version của Đạo Làm Con rồi mà nó nổi tiếng, còn bây giờ thầy vẫn làm nhạc đạo cho ngài Vu Lan. Xin mời quý vị nghe nhạc phẩm nguyện là Đóa Hoa Sen. Đối với đạo và đời nó khác nhau, vì đạo thì nó khuyến khích mình nên yêu thương cha mẹ, dù cha mẹ có làm gì mình đi nữa, đi hay làm cho mình đau khổ, phải lấy những người mà mình không muốn lấy, là tại vì cha mẹ bao giờ cũng muốn con mình được cao sang để giành lấy cho mấy người giàu có, rồi end up con mình đau khổ muôn phương. Quý vị có nhiều lúc quý vị cứ nghĩ là quý vị lấy cái người quý vị thương, không có đâu. Đa số quý vị lấy thằng hàng xóm, mà thằng hàng xóm nó đâu có biết gì đâu mà nó yêu thương quý vị. Rồi thầy chào luôn người đẹp Bettina Thủy Lê. Quý vị biết là đa số mình yêu lầm yêu vội là lúc đó là mình sợ né. Thì quý vị ơi, lúc mà thầy hít lứa tuổi 30 rồi thầy nói rồi bây giờ 30 phải chi, bây giờ mà khoảng 50 mà thầy lấy vợ thì nó chín chắn hơn. 30 có nhìn xuống mà ê mày, anh em mày dưới mày nó cũng lấy mà trên mày nó cũng lấy, sao con đứng mình con lấy. Chính vì đó mình bị áp lực sớm quá, thầy tự nhiên mình lấy cái người mà mình chưa có chín chắn, rồi rốt cuộc thầy cũng ly dị. Thầy khuyên các em là gì, chào trong cái tình yêu á thầy chín chắn hãy lấy, chứ đừng nói đây mày 30 tuổi là ế. Trời ơi ba đàn ông 50 tuổi còn chưa ế, nói chi đàn bà 30 tuổi, bằng bà 30 tuổi vẫn còn quá sáng giá. Nhưng mà cái động lực sanh con đẻ cái nữa,
cha mẹ nó, trời ơi cỡ mày 30 tuổi mày mà không chịu lấy chồng, 40 tuổi sao sanh trong để trái trời. Cái bà đó bên Nga, bà 65 tuổi mà còn đẻ nữa quý vị. Cái tùy duyên với lại cái bộ sinh hóa của mình nữa, chứ không phải là muốn lấy chồng đẻ con được. Trời ơi, cái thằng đó đó nó không bao giờ, nó rờ vợ nó đó mà không bao giờ có bầu, mà đi ra ngoài nó mới quẹt con đêm nó dính cái bầu là sao quý vị. Đừng có nghĩ, đừng có nghĩ là mình lấy chồng mình sẽ sanh con được, nhiều lấy chồng không sanh con ra được rồi sao, để làm khổ cả hai đứa. Ở đây cái chuyện tình cảm thầy nghĩ là quý vị nên suy nghĩ mặt phần tâm linh, muốn có con thì không phải lấy chồng là để có con. Hai đứa lấy nhau không phải là tại vì gia đình em giàu hoặc gia đình anh giàu để lấy nhau, còn không, cái lý do thứ ba là tại vì sợ ế, mấy anh bạn nói ế. Trời ơi, giờ tôi nói này, tôi nói thiệt với vị, cho thầy nói thiệt với vị, nếu mà em không mà thành ca sĩ đó thì chắc không ai lấy. Trời ơi, nói gì chắc Khang mà nghe bên dầu thì Khang cũng cười. Thầy ơi, nếu mà con mà không làm ca sĩ chắc con khó lấy vợ. Thầy trời ơi, bắt chước tao nè, làm nhạc sĩ đi, khỏi lấy vợ luôn. Rồi quý vị nghe cái version của Đạo Làm Con rồi chút nữa Chi Khang sẽ hát cái nhạc phẩm Đạo Làm Con đó. Nhưng mà trước khi vào chương trình thì mời quý vị nghe một phút nhạc đạo mà cũng nhằm lễ Vu Lan mà thầy sáng tác. Quan trọng là cái người sáng tác thôi, còn quý vị mà muốn làm đến 9 triệu hay là 100 ngàn hay là một người vào là tùy theo cách hòa âm. Xin mời vị thưởng thức nhạc phẩm Nguyện Là Đóa Hoa Sen. Luôn suốt 2 tháng nay thầy phát cái bài này, nhờ đó mà tất cả cái video của thầy đều lên. Thầy chưa gọi thì em đã gọi vào rồi, cứ đợi thầy chút xíu nha con. Thầy chưa đăng introduction. Là quý vị khi mà quý vị vào bất cứ một cái chương trình gì đó, thường người ta tâm lý người ta theo nghe cái hòa âm quý vị, cái hòa âm là cái trước. Rồi thầy mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nguyện Là Đóa Hoa Sen. Suốt 2 tháng của từ cái lễ Phật đản đến giờ, tất cả video nào mà dính bài Nguyện Là Đóa Hoa Sen trên 1.000 và nó lố qua luôn 2.000 mấy luôn quý vị. Không phải quý vị, có thể là cái mood nó xét cái mood standard cho những cuộn. Như quý vị thấy là khi mà thầy lên cái lớp tranh linh thì cũng có bài Nguyện Là Đóa Hoa Sen, bài có linh trong vòng 1 ngày lên 1.200, bây giờ lên 1.500. Bài của Chi Khang lúc mà mới nhập vô có 250 mà sau 2 ngày nó lên đến 1.100 mà bây giờ đang tiến đến 1.200. Có nghĩa là hình như khán giả có nghe một cái bài gì nó lạ cái lỗ tai. Đây là cái bài nhạc này thầy muốn nói với quý vị là nhân dịp của cái lễ Vu Lan là mình nguyện là đóa hoa sen. Quý vị, đóa hoa sen là bên Phật giáo. Và quý vị biết hoa sen nó có hai loại, một hồng và trắng. Còn hoa sen vàng là súng, mình không có thể xài được. Đúng không quý vị? Hoàng có ai cúng Phật mà cúng bông sen màu vàng, thầy thấy toàn là bông sen màu trắng. Mà quý vị khi mà tới mùa Vu Lan, đúng ra bữa nay á, bữa nay cháu nó có 3 bản nhưng mà mình sẽ lọc xuống 2 bản nào mà xuất sắc. Theo thầy biết á, kiếm internet á, công đức sinh thành chỉ có mình Nguyễn Tài hát, là Tài Nguyễn á, là Nguyễn Tài hát mà không thấy ai hát hết. Nhưng mà ơn nghĩa sinh thành, trời ơi, cả trăm ca sĩ hát. Mà không biết tại sao cháu biết cắt cái bài mà ngược lại dòng. Rồi Đạo Làm Con, có những cái Đạo Làm Con của cái thằng nhạc sĩ Ngọc Sơn mà quý vị mà thường là cái anh Ba Hề đó cũng làm bài Đạo Làm Con, nhưng mà Đạo Làm Con của Quách Bim lại hay hơn. Tại tùy cái mốt quý vị, thì thầy nghe được cái version của Quách Bim, thầy nghĩ là chắc là Chi Khang đang lấy cái version của kia. Rồi thêm một cái bài nữa, 9 tháng 10 ngày của Mai Quốc Huy. Mai Quốc Huy có trai tôi liên lạc thầy nhiều lắm, thầy biết về hòa âm, xem mấy cái bài qua thầy, nhưng mà tại vì không phải là bạn thân của thầy, nhưng mà bài đó có một sư thầy hát rất là hay. Coi như tạm thời có 3 bài nhưng mà phải né vào đau xuống 2 bài. Và trước khi vào chương trình xin mời vị thưởng thức một cái góc cạnh khác về Phật giáo, là cái đóa hoa sen này á. Mình nói là nếu mà mẹ mình chết rồi đó thì mình tặng cho những ai có bông hồng trắng. Nhưng mà bông hồng màu hồng hoặc là màu đỏ tặng cho lúc mẹ mình còn sống,
Thì nguyện lúc nào cũng là đóa hoa sen, ta đến từ đâu và ta đi từ đâu đó. Nhưng mà được cái những người khác mấy khi làm gì mẹ, họ không dám niệm Phật ở trong trọng, mà cũng kẹt nó cũng chán, chả dám mà nói tạ ơn Chúa con đã được mẹ con sinh ra. Trong các những bài mà Phật giáo Công giáo, họ rất là ngại chữ Amen và A Di Đà Phật. Nhưng mà đối với thầy, một cái truyền thống Amen nó rất là cao quý, tạ ơn Chúa rất là quý, Hallelujah cho người tin lành. Nhưng mà người ta không muốn làm. Khi mà nhắc về mẹ, người ta lo nghĩ là bên đạo Phật mình nói là cha mẹ là vị Phật trong nhà đó quý vị, vì không tin thôi. Mà cúng dường cái gì hay nhất mà cúng cho cha mẹ là phước lớn nhất. Lớn nhất, không cần biết cha mẹ làm lỗi làm gì mình, quánh mình. Rồi tại vì mình kêu nó 10 giờ đi chơi về lỡ về 11 giờ, quánh mình tét đít. Nhưng mà thầy nhớ lúc mà thầy mới bắt đầu có bồ, ba thầy đánh thầy á, trời ơi mới có 12 tuổi mà bày đặt giết thư tình. Thì với thầy giết câu gì không quý vị? Em ơi, nếu sống mà không có em, anh như cây mà không có nước, nó héo tàn. Trời, ông gặp có lá thư tình, ông quánh đến nỗi mà thầy bầm đít mà vô lớp mà thầy không ngồi xuống được, ngồi đau quá. Cô giáo hỏi sao con? Con gì bữa nay cô tèo sao mà cô thằng sao mà con gì sao con chịu ngồi xuống đấy? Cô ơi, ba con đánh vì con yêu người ta đấy. Con yêu gì mà ba con đánh? Con nói là khi mà con yêu người đó mà con yêu không được, nhưng mà cây mà nó không tưới nước á, ba con tức quá, ba con quánh con á. Trời ơi. Nhưng mà khi mà mình nghĩ là yêu mình thương yêu cha mẹ, cha mình mất rồi á, thầy không hận ba thầy. Có nghĩa là ông nói lúc đó tại sao mày không chịu học, mày không học lớn lên mày thành nhạc sĩ. Bây giờ mỗi lần mà thầy nhớ đến ba thầy, thầy nhớ đến ba thầy đánh thầy và thầy thành người, mà chắc ba thầy cũng không buồn nhìn xuống. Trời ơi, thật sự có người thì làm chủ tiệm vàng, có người thì làm chủ sạp giải, có người là làm chủ tiệm nail. Thôi con của mình nó muốn nó làm nhạc sĩ cũng có thể cho nó được. Đây là nhạc phẩm nè quý vị, thầy sáng tác mà liên tiếp 2 tháng này tất cả cái cuốn nào mà có liên quan cái này nó lên đều maximum lên 3.000 luôn quý vị, mời vị thưởng thức nha. Rồi sau cái bài này thầy vô với con liền nha. Tại quý vị nghe đảo làm con rồi không? Quý vị nghe cách người ta hòa âm, quý vị nghe hòa âm mà bữa nay thầy hòa âm thật là hay cho chị Khang nha quý vị. Hôm nay ngày đàn xanh dưới phần đài trang nghiêm, hình màu lam trong sáng lòng chúng con thanh tình. Chém tay quỳ dân hương, dân kính phần mười phương, những đóa hoa sen ngày thanh thiên mùi hương thơm. Ngàn bông hoa sen trắng trong bông trắng hôi tanh, đóa hoa sen thơm là mang hạt giống Bồ Đề. Bài học thời oanh vũ con vẫn cuồng năm xưa, ý chí dung là gì, sen trắng chỉ mỉm cười. Vui dưới ánh đạo vàng và theo chân Như Lai, quy hướng chánh chân tâm chúng sanh về cõi tình. Dù đời bằng néo đi, dù trái bao gian nguy, chúng con lòng vẫn một niềm danh A Di Đà. Dù lòng mình thanh thiên, nguyện là đóa hoa sen tô điểm
đời an bình, an nhiên trong thiên đình. Ta nhớ về cội nguồn, từ đâu ta mong đến, từ đâu ta sẽ về. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật.